Ok, hello chào các bạn. Chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế Nhân Vlog Cuộc Sống Sufi. Hôm nay mình có mặt ở bản Kapingana mọi người để cùng người dân bản Kaiti đến tiếp tục là lấy giống khoai lang mọi người. Giống khoai lang để trồng mở rộng diện tích cho mọi người. Với này, bác trưởng bản Kapingana có đưa một ít giống khoai tây để về phơi này, tuần tới là tiếp tục trồng bên bản Kaiti mọi người. Thì bản Kapingana trồng rất hiệu quả cho nên mình sẽ nhân giống các loại trồng các loại cây lấy củ. Đó, buổi đêm nha chúng ta. Tê nhá, nó cao rồi. Ta phô mè này. Rápido se gana con mè. Ông bản Kaiti thời gian vừa rồi mọi người, mình cũng cảm thấy là ngưỡng mộ vì tinh thần người dân làm việc là đang lên. Mình cố gắng sát sao bám trụ với bản này để cho người dân không cảm giác bị bỏ rơi. Tiếp tục 1-2 mùa khi mà thành quả đã đạt được ấy mọi người thì người dân sẽ tự ý thức được công việc và tự ý thức được làm việc là sẽ có lương thực để ăn mọi người. Hôm nay là giống lấy nhiều hơn hôm trước đầy sen. Vâng các bạn, khi di chuyển ra đến đây thì mọi người, và bây giờ là mấy chị đang tiến hành ra giống, và người dân không có thói quen là ngồi xổm ngồi ấy như bên mình nhé mọi người. Người dân là ngồi không quen này. Giải đáp thắc mắc mọi người là trồng lâu vậy mà sao lâu xong vậy, vì bây giờ mình sẽ nói luôn là diện tích lớn nhé mọi người. Diện tích rất là lớn. Và mưa hôm qua đã đào xong rồi mọi người. Đây. Vài đồng vào mùn đi. Vài sim. Ok. Một. Để nói chung là dẫn bác đến để khoe với này, nói chung là tạo độ tương tác ấy mọi người. Thì lâu lâu mình dẫn người dân bản này sang bản kia và bản kia sang bản này để giống như trao dồi kinh nghiệm với này, học hỏi lẫn nhau ấy. Bây giờ dẫn bác đi xem lạc với xem ngô trước mới bón phân mọi người. Khoai lang hôm trước trồng nó lên rồi mọi người, đẹp. Nạc tốt lắm rồi mọi người. Nhờ chăm bón phân kịp thời với này nó hợp đất, đất pha cát. Aquí igua Kapingana phải? Sí, igua. Igua Kapingana me. Está grande, ¿no? Sí, está grande. Está bonito mesmo. Là ngày trồng sau bên Kapingana khoảng 2 tuần, 2 đến 3 tuần mọi người. Nhưng mà nói chung là cũng hợp. Kapingana gần được thu. Depois que Kapingana aumenta mais, né? Sim, sim, vamos aumentar. Já. Sim. Vai ver assim, mais grande. Sim. Vamos lutar mesmo para ficar também muito. Mình có nói bác chuẩn bị ở bên Kapingana mọi người. Cũng trồng thêm ít lạc nữa mọi người. Não, agora tá ficando bonito mesmo. Đây là dưa hấu mọi người. Và bí ngô. Cái này nung bi vậy. Isso aqui é filho. Já, nung bi. Já. Já tá bonito, tá grande já. Chứ có chồng là có thu mọi người. Đây. Trồng khi mà đã lên thì nhờ công người dân chăm sóc. Cái menu vậy. Menu. Cái này đĩa còn đi vào. Dạ. Ôi. Aqui é trabalho. Bác trưởng bản lâu ngày không đến đây.
hôm nay đến là thấy ngạc nhiên số lượng nhiều. Anh cô gì? Cô dùng một đề. Nào có ta bên nên. Để tôi đi ra. Đây ngô mới bỏ phân mọi người. Cách đây 2-3 hôm mình chia tốp ra bỏ phân với này trồng khoai lang. Khi bỏ phân xong rồi mọi người sẽ tập trung phía dưới để trồng khoai lang mọi người. Phía bên này đang còn một ít nữa, đang thiếu phân. Mai mình sẽ đưa đến để bỏ cho hết, bỏ phân rồi gom cỏ. Soja xin là đủ rồi. Ok. Chỉ cho bác xem đậu nành. Vì thế mình muốn làm cái mương nước ấy mọi người. Để chuẩn bị sang mùa khô là mình sẽ tưới hết cái khu vực này. Mà nước là ổn định rồi. Đậu nành đây. Cái này tiếp tục quên nhiều comment. Dạ, ý sợ quên. Ta chỉ... Đậu nên đẹp mà bị thỏ nó ăn mọi người. Ta bù nít thôi. Nào, ta bù nít. Sao giờ ta bù nít. Một thời gian tới đây, khoảng vài tháng nữa, người dân sẽ được thu ngô, thu đậu lành, đậu phộng, rồi khoai lang nữa. Mong rằng những cái mà gối đầu ấy mọi người, mình trồng gối đầu, người dân sẽ có cái thu liên tục. Các bạn xem, ở phía trên nhìn xuống. Giờ nó hình thành là gần giống như là một nông trại đấy mọi người. Chứ không phải giống như một cái cánh rừng hoang, cánh đồng hoang như ngày xưa. Cách đây mấy hơn tháng trước mình đến đó mọi người. Vâng, mọi người là trồng khoai này buổi trưa đang tụ họp ở tròi đây mọi người. Vâng, hôm nay có sự ghé thăm của bác trưởng bản Capingana đó mọi người. Nói chung là bác cứ đi đi lại lại để xem tinh thần làm việc của mỗi bản. Thì bản này là cũng là nơi của bác sinh ra mọi người. Để động viên tinh thần làm việc của người dân bản KIT trong thời gian vừa qua đã là cố gắng ấy. Mình có đưa đến một ít quà cho dân bản thưởng thức thứ nhất, thứ hai là muốn dân bản trồng nhân rộng với mọi người. Đây mình có mang một ít đu đủ đến, chắc còn nhớ siêu cái này đi về lên đi cái này mau mau. Vâng, mình muốn giới trước tiên là mình mời người dân ăn và mình muốn giới thiệu cái lợi ích kinh tế của cái đu đủ này mọi người. Thứ nhất là vừa dễ trồng này, dễ chăm sóc này, năng suất cao này, bán được giá nữa. Như mình mua một quả như vậy là tính ra là 1.500 mọi người. Một cây lấy khoảng 10-20 quả thì lợi ích kinh tế là rất là nhiều mọi người. Mình muốn cho người dân trồng luôn. Cái này hay con tivi vai pha xì mắt đập vơi gà nhà bùi phô kì nhau con ra cái này gần đi em mi kinh nhen thủ nà xì đàn mi kinh nhen thủ xinh. Đấy, mình giới thiệu cái lợi ích kinh tế ấy, mọi người. Và tiện mình sẽ lấy giống luôn để cho người dân trồng. Với kero kề Capingana, tam anh KIT. Chín vậy chỉ cần bổ thôi, bổ rồi mời người dân ăn thôi mọi người. Chủ yếu là lấy hạt. Midama kune. Kule. Aki tira gini fazef cement. Một công đôi việc mọi người. Thứ nhất là mời người dân thưởng thức, thứ hai là lấy giống. Rồi mai mốt rồi hướng dẫn người dân cách trồng luôn. Ươm giống rồi ra bầu. Khi mà cây nó lên to to tí rồi trồng ra ngoài là đảm bảo sống 100%. Tira tu đuối. Như nào được tầm anh. Cái này tầm anh para bên kì. Nó bà rì.
cái này mẹ tê nó cô ô nó xa cũng cái này dạ dạ phải không đi với đi lên bài xong dạ dạ mà nó bết ha xem ta tôi đuôi mai ta mai vai vai xem tay nó vào được bút tên mẹ rụt của mẹ tôi đuôi ra của mẹ xuống cái này tên mù mau mau nào nuka nào ai pro và the boy kê con đi vào là các cô mẹ dạ không mọi người mình thấy là người dân ở đây chưa được ăn vâng thưa các bạn mình thứ nhất là đưa đến một ít quà đến cho người dân thưởng thức ấy. Mà hỏi người dân có biết không nhiều người bảo là chưa bao giờ ăn mình cũng cảm thấy lạ vì món này là thường là ở quê là nhiều nhưng mà cái lợi ích kinh tế của cái đu đủ này như mình được biết ở khu vực này là rất là cao mà trước mắt là trồng để cho người dân ăn đó rồi sau này có dư thì mới bán đấy. Tu đủ bồ đề pro bán đấy. Và vài ve cùi ào nào. Có một bài. Uya. Uya. Ta đưa xin đi. À. Cuya no cuya. Cuya. Cái món này nó cũng như là dưa hấu ấy, giải khát rồi ăn đu đủ mình cũng được biết là rất tốt cho đường ruột mọi người. Ê cùng, tôi với con đi vào kia đi. Dạ. Ồ, eso cuya más. Parece que va a levantarme el mundo que. Tất nhiên cái nào ta mày nếp bài. Nó xong là nó ta cuya de. Bài vamos cultivar también ahí capinga. Sí. Sí. Aquí que ne cemento. Cemento y bue. Cuya. Ay. Ay ay ay. Người dân nó bắt đầu thấy thích rồi mọi người. À, để em quay phim một miếng. Đây, miếng này để đây. Khen ngọt, khen ngọt ngon này. Vâng, bài hát đã vang lên mọi người ơi. Ta bài ca đã ainda. Cuya ne. Cuya. Vâng, mình thời gian tới mình sẽ trồng khoảng 5 sào đến 1 héc đu đủ. Vì trồng cây này cũng rất dễ trồng mà chắc công chăm sóc nó ít đấy mọi người. Ở đây lâu ở ngoài huyện ấy, lâu mình đi thì mình mới thấy lâu có một cây đu đủ thôi. Nhưng mà mỗi lần hỏi mua người ta bán rất là đắt mọi người. Em mình muốn bản cây thì là một bản đầu tiên là trồng chuyên canh một vùng để đu đủ không. Ta cùi à này. Chị bê bà nè. Ta cùi à bùi nè. Dạ, đợi bùi con thì phải. Dạ. Mình bảo mọi người, mình sẽ trồng ở đây để cho mọi người dân thưởng thức. Trước tiên là để ăn xong rồi bán.
Pai đâu ni? Capinga nada mai. Capinga humete. Ya. Ah. Eso cuya. Ya. Ah. Depois que nasima. Sita po. Depois que ne neva faje planta. Sim. Que ne ganha bem. Eu compro eu sei. É muito vezes. É cada. Mas primeiro que dá tudo pessoal comer ainda. Quando não quero mais de comer, depois vende. Né? Já. Ông ấy bảo mọi người trước tiên ấy là trồng để lấy cái ăn đó. Lúc mình tưởng là đu đủ thì người dân biết, nhưng mà như nhiều người chả biết, có người biết người không. Nhưng mà hôm nay cái cảm giác người dân ăn thấy ngon ấy, mình cũng cảm thấy là vui rồi. Và trước khi muốn người dân trồng cái gì, trước tiên phải cho người dân thưởng thức trước ấy. Người dân ăn ngon rồi họ mới có hào hứng họ trồng ấy mọi người. Em tao cuya ni. Cuya. À tao bò cuya đơ bơi và một con tiva. Câu cuy đà bê nhá. Dạ, dạ, dạ. Primeiro divide. Ah, cada vez só quero cinco, que leva. Vou de comer na casa. Depois vấn đề. Vâng thưa các bạn, có lẽ video của mình kết thúc tại đây. Mọi người thấy ý nghĩa, cho mình xin một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh Thế Nhân Vlog Cuộc Sống Châu Phi để góp phần làm cho kênh ngày một vững mạnh hơn, đồng nghĩa với việc thêm nhiều bản làng, nhiều người dân được giúp đỡ trong chương trình xóa đói giảm nghèo của Tem mọi người. Vâng, tôi Đu Phán là chào các bạn nhé. Chào các bạn. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Chào bố đây comment đấy.